Xin chào các anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng tập đệm hát ca khúc Nỗi lòng người đi, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, ở giọng nam với chủ âm Đô Trưởng cùng với tiết tấu Slow Rock. Bài hát này giai điệu đã quá quen thuộc với chúng ta, thì một lát nữa Thắng chỉ việc chú thích các hợp âm khi nó gắn liền với từng câu chữ ở trong bài. Còn bây giờ Thắng sẽ đệm hát một lần bài. Riêng đoạn phiên khúc 2 thì Thắng sẽ xướng âm thay vì hát thành lời. Rất mong các anh em thông cảm nha. 3, 4... phiên khúc cuối bài thì Thắng đã đệm hát xướng âm ở phiên khúc 2 và phần hợp âm giữa phiên khúc 2 và phiên khúc cuối giống y chang như nhau. Do đó Thắng đã tạm dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập. Đoạn intro chúng ta sẽ mô phỏng bằng cách lấy giai điệu của cái câu hát trong đoạn phiên khúc cuối bài. Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời. Đó, từ đó trở đi. Thì nốt giai điệu sẽ là Mi son do, si re do do la son. Chúng ta sẽ nhẩm hai phát thôi để có cái tempo. 3, 4, mi son do. Sau khi đạp phát thứ tư thì 4, mi son do. Mi son do. Nốt do mới vào ô nhịp đầu tiên. Và các anh em đặt vào đây hợp âm pha trưởng, đồng thời rải xuống, rải xuống giới hạn tới dây 2 để có nốt đô. 3, 4, mi son đô chắc. Thay vì đệm tiết tấu slow rock thì ở intro chúng ta sẽ đệm chắc. Cứ sau mỗi chuỗi nốt giai điệu sẽ là cái cú chắc. Và đây là cái kiểu của slow blues thì nó sẽ dễ dàng hơn. 3, 4, mi son đô chắc, si rê đô đô, si rê. Chúng ta bấm nốt rê bằng ngón út thì đây sẽ là hợp âm si 7 thăng 9. Thắng sẽ giải thích theo cách đơn giản nhất nha. Bình thường hợp âm si 7 sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta tháo ngón út ra, đang bấm nốt pha thăng đó, tháo ra và dùng ngón út bấm vào nốt rê trên dây 2 ngăn 3
Do đó hợp âm này chỉ đánh từ dây số 5 xuống dây số 2. Nốt re nằm trong hợp âm C7 sẽ gọi là C7 thăng 9. Si re. Tiếp theo đô đô. Chúng ta sẽ nhả ngón út ra và dùng ngón trỏ ép tay xuống để có nốt đô trên dây 2 ngăn 1. Đồng thời nốt si và nốt la này vẫn giữ trong hợp âm C7 và cái ngón trỏ đang bấm ở đây là cái nốt re thăng nữa. C7 thăng 9 với nốt đô do ngón trỏ ép xuống sẽ trở thành C7 giáng 9. Si re đô đô. Móc lên 2 cái. Tiếp theo la son thì chúng ta đang có sẵn nốt la. La. Và sau đó buông ra đánh nốt son. Đồng thời bấm cùng lúc với hợp âm mi thứ và các anh em rải xuống. Re đô đô la son chắc. Si la son fa re. Tiếp theo thay vì tôi hai thì chúng ta bỏ bớt cái nốt son này. Chúng ta chỉ mô phỏng mà thôi. Chỉ cần lấy nốt xí. Và nốt xí trên dây 1 ngăn 7 sẽ nằm trong hợp âm la 7-9. Đây là hợp âm la trưởng nè. Bây giờ các anh em tháo ngón út ra và dùng ngón út bấm vào nốt xí trên dây 1 ngăn 7, rải xuống. Đây sẽ là la 7-9. Xí. Rồi sau đó nhả ngón út ra để có nốt la do ngón trỏ chúng ta đang chặn thì sẽ trở thành la 7. Si la. Tiếp theo son fa re thì nốt son trên dây 2 ngăn 8 chúng ta bấm bằng ngón út. Tiếp theo nốt fa trên dây 2 ngăn 6 chúng ta đánh bằng ngón số 2 và nốt re trên dây 3 ngăn 7 thì đồng thời các anh em rải xuống với hợp âm re thứ. Nó tương tự như câu hát đó. Si la son fa re chắc. Rồi vừa rồi chúng ta đã có cái tiết tấu si la son fa re. Còn lại câu cuối cùng chúng ta cũng sẽ đánh cái tiết tấu vừa rồi, rải xuống với hợp âm son trưởng. Son. Tiếp tục nhả ngón út ra, bấm vào đây nốt fa. Fa. Son trưởng và son bảy. Son fa re si. Thắng sẽ đánh từ chỗ này nha. Si la son fa re chắc. Son fa re si do. Hai ba. Tôi xa Hà Nội. Chúng ta nhẩm 2-3 và rồi sẽ rải hợp âm son trưởng để hát vào phiên khúc 1. Bây giờ Thắng sẽ đánh lại intro một lần nữa nha. 3-4. Mi son do chắc. Si re do do la son chắc. Si la son fa re chắc. Son fa re si do. Hai ba. Tôi xa Hà Nội. Câu đầu tiên ở đoạn phiên khúc 1. Tôi xa Hà Nội năm lên 18. Với chữ Hà Nội sẽ là hợp âm đô trưởng. Năm lên 18, rê thứ 7. Hai hợp âm này nằm ở ô nhịp đầu tiên. Ô nhịp tiếp theo sẽ gồm có mi thứ và la thứ. Nó sẽ khớp với cái câu khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp. Biết yêu chúng ta hát kéo dài và sau đó chuyển qua hợp âm la thứ, xem như đệm trước rồi mới hát sau với cái câu bao nhiêu mộng đẹp để chúng ta chuyển qua pha trưởng. Khi vừa biết yêu. Hai ba. Bao nhiêu mộng đẹp. Yêu đương thành khói. Ô nhịp tiếp theo sẽ gồm có hai hợp âm. Đầu tiên là pha trưởng với chữ mộng đẹp. Tiếp theo
yêu đương thành khói sẽ là hợp âm pha thăng thứ bảy dáng năm. 2 x 2 2 1 0 nó khớp với chữ khói. Yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Ô nhịp tiếp theo cũng sẽ có hai hợp âm son, thì đầu tiên là son trưởng. Các anh em nên bấm nốt son bằng ngón số 2. Hợp âm son tiếp theo sẽ là son thứ 6, thì chúng ta giữ lại cái nốt son và dùng ngón áp út bấm vào nốt si dán trên dây 3 ngang 3. Ngón út bấm vào nốt rê trên dây 2 ngang 3. Cuối cùng là nốt mí dây buông. Hợp âm này bao gồm 3 x x 3 3 0. Và hợp âm son thứ 6 cũng sẽ là đệm trước rồi mới hát sau. Trước đó nha. Yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Rồi son thứ 6. Hà Nội ơi. Để chúng ta dẫn vào hợp âm pha trưởng với cái câu Hà Nội ơi. Và bắt đầu từ chỗ này trở đi thì xem như hợp âm của đoạn intro đó. Hà Nội ơi. Bây giờ chúng ta đệm hát thì nó đơn giản hơn. Hà Nội ơi, pha trưởng. Rồi phách 3, chúng ta rải xuống với hợp âm C7 thăng 9. Nó sẽ khớp với cái chữ nào biết. Tiếp theo, ra sao. Chữ sao nằm ở phách thứ 4. Chúng ta rải xuống với hợp âm C7 dáng 9. Cái cặp hợp âm này ở intro thì Thắng đã chú thích rất kỹ. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ. Ô nhịp tiếp theo sẽ gồm hai hợp âm. Với chữ bây giờ thì hợp âm đầu tiên đó là mi thứ. Hợp âm tiếp theo, lúc nãy đánh intro thì chúng ta đánh hợp âm La 7-9 ở đây. Và La 7. Còn bây giờ đệm hát thì không nhất thiết phải đánh hợp âm La 7-9. Với nốt xí ở đây thì chúng ta sẽ có dây C, dây số 2. Và hợp âm đơn giản hơn đó chính là La trưởng, Át 9, Bát Đô Thăng. Các anh em dùng ngón áp út bấm vào nốt Đô Thăng trên dây 5 ngang 4. Bỏ qua dây số 4, chúng ta sẽ dùng ngón trỏ bấm vào nốt La. Hợp âm này chỉ bấm có 2 nốt mà thôi, nốt Đô Thăng và nốt La, đi kèm với hai nốt dây buông, đó là dây C, dây mí. La trưởng, Át 9, Bát Đô Thăng. Trước đó nha. Sao bây giờ mi thứ này. Ai đứng à, nó sẽ khớp với chữ ai đứng. Ai đứng trong ai ven hồ. Ô nhịp tiếp theo với chữ ven hồ, hợp âm đầu tiên đó là rê thứ. Ven hồ. Thứ hai trong ô nhịp này đó là rê thứ, nhưng chúng ta bát đô. Và đây sẽ là rê thứ bảy bát đô đó, nhưng phần chú thích thì chúng ta đơn giản. Đầu tiên là bấm rê thứ. Sau đó các anh em tháo cái ngón áp út này ra, bấm vào nốt đô, bát đô trên dây 5 ngang 3. Rồi dùng ngón út bấm bù lại cho cái nốt rê mà chúng ta vừa tháo ra bởi cái ngón áp út này, thì đây sẽ là rê thứ bát đô. Trước đó là rê thứ. Ven hồ khua nước trông như ngày xưa. Chúng ta đi lùi từ bát đô về bát si với hợp âm son trưởng bát si, thì hợp âm này đơn giản. À, son trưởng bát si. Ngày xưa hai ba. Và sau đó nhậm 2-3 để rải hợp âm son trưởng. Và sau đó các anh em sẽ hát tiếp vào phiên khúc 2. Ven hồ khua nước trông như ngày xưa. 2-3 tôi xa Hà Nội.
sâu. Phần hợp âm ở phiên khúc 2 nó giống y chang như phiên khúc 1, chỉ khác nhau ở câu cuối cùng khi chúng ta sẽ về chủ âm đô trưởng. Bây giờ Thắng sẽ đệm lại các hợp âm ở phiên khúc 1 nha. Rồi sau đó Thắng sẽ chú thích những chỗ mà chúng ta sẽ thay đổi trong đoạn phiên khúc 2. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Rồi chuyển qua la thứ này. Bao nhiêu mộng đẹp, nhiều đường thành khói, tan theo mây chiều son trường. Rồi son thứ 6. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ. Chúng ta đánh son trưởng, rồi sau đó sẽ là son thứ 6 để dẫn qua pha trưởng với cái câu tiếp theo. Thì bây giờ son trưởng, sau đó sẽ là son thứ 7. Các anh em chỉ việc dùng ngón trỏ bấm thêm vào nốt pha. Đây là son thứ 6, còn bây giờ sẽ là son thứ 7. Mục đích của việc này là để tạo ra sự khác biệt đi một chút xíu so với phiên khúc 1. Chỉ là như vậy. Núi tay ngọc ngà, dương sang tình ai em đông thật đầy. Rồi son thứ 7. Nàng ơi. Để chúng ta tiếp tục với cái câu hát. Nó giống như intro đó. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mà. Tiếp tục với hai hợp âm C7 tháng 9, C7 tháng 9. Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca. Hợp âm la trưởng A9 bát đô thăng. Quen sống ca vui bên nàng. Tạm dừng ở rê thứ. Lúc này ở phiên khúc 1, sau đó sẽ là rê thứ bát đô. Còn bây giờ không còn nữa. Rê thứ với chữ bên nàng. Bên nàng. Sau đó sẽ là son trưởng và đô trưởng để kết thúc đoạn phiên khúc 2. Nay không tư xuyên lìa tan hai ba. Nó chỉ khác nhau như vậy mà thôi. Khi về chủ âm đô trưởng, và rồi ở phách 3, phách 4 chúng ta tiếp tục với hợp âm son trưởng để dẫn vào điệp khúc cũng bắt đầu bằng đô trưởng. Nay không tư xuyên lìa tan. Câu đầu tiên. Giờ đây biết ngày nào. Vẫn là hai hợp âm đô trưởng và rê thứ. Nó giống như lúc mở đầu đó. Rê thứ hay rê thứ 7 cũng được, tùy các anh em. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau. Gặp nhau chúng ta dẫn qua la thứ. Biết tìm về. Biết tìm về hợp âm đô 7. Bình thường đây là đô trưởng. Bây giờ chỉ việc dùng ngón út bấm thêm vào nốt si dán trên dây 3 ngăn 3 trở thành hợp âm đô 7. Biết tìm về nơi đâu. Sau đó sẽ là pha trưởng. Nơi đâu ân ái. Chúng ta đi lên nốt bát pha thăng, nhưng lần này không phải là pha thăng thứ 7 giáng năm, mà là hợp âm pha thăng đêm 7. Ân ái trao nàng. 2 ít 1 2 1 1 là do ngón trỏ chúng ta bấm đè đó. 2 ít 1
sẽ khớp với cái chữ ân ái. Ân ái chào nàng mấy câu. Sau đó sẽ là son. Ba nốt bát đi liền kề nhau. Nhưng lần này sẽ là son thứ bảy. Và đô bảy. Ân ái chào nàng mấy câu. Đô bảy. Thăng Long ơi. Đô bảy để dẫn về pha. Và đó là pha major 7. Thăng Long ơi. Nốt giai điệu. 1. X. 2. 2. 1. 0. Pha major 7 với cái chữ Thăng Long ơi. Thăng Long ơi. Năm tháng. Năm tháng. Chúng ta có hợp âm la thứ 7. Đây là la thứ. Và chỉ việc dùng ngón út bấm thêm vào nốt xón trên dây 1 ngang 3. Nốt giai điệu. Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời. Giữa dòng đời chúng ta chuyển qua bấm rê thứ 7. Ngậm đắng. Nốt giai điệu là nốt mí. Các anh em sẽ có hợp âm rê 7, 9. Ngậm đắng nuốt cay. Năm, bốn, năm, năm, ít, rê, bảy, chín, với chữ ngậm đắng. Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Căn bản đó là hợp âm son trưởng, nhưng chúng ta bắt si. Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Son trưởng bắt si. Để rồi sau đó, chúng ta sẽ lùi từ nốt si bình này về nốt si giáng với hợp âm si giáng major 7. Hồ gươm xưa. Nó sẽ khớp với cái chữ hồ gươm xưa. Nhiều rồi. Hồ gươm xưa. Chúng ta rải xuống bởi nó chỉ có một phách với chữ xưa. Si giáng major 7. X. 1. 3. Do ngón trỏ chúng ta đè. Hồ gươm xưa vẫn chưa. Cuối cùng là son trưởng. Rải hai hợp âm. Phai mơ để kết thúc đoạn điệp khúc. Hồ gươm xưa vẫn chưa phai mơ. Hai, ba. Hôm nay Sài Gòn. Cứ mỗi lần kết thúc một đoạn, chúng ta về đô trưởng. Sau đó sẽ là son trưởng rải xuống rồi mới hát ở đoạn tiếp theo. Lần này chúng ta không đánh son trưởng nữa, mà tạo ra sự khác biệt. Đó là son 7 thăng 5, theo sự gợi ý của Thắng. Còn các anh em không bấm được thì chúng ta rã son trưởng, nó cũng đã ok rồi. Đây là thế bấm của son 7 thăng 5. 3 X 3 là do ngón trỏ chúng ta đè. Do ngón trỏ chúng ta đề. Son 7 thăng 5. Để chúng ta sẽ hát cái câu hôm nay Sài Gòn khi đệm hợp âm này. Hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. 2, 3. Hôm nay Sài Gòn. Đó, chúng ta sẽ vào phần hợp âm ở đoạn phiên khúc cuối bài. Thì phiên khúc cuối sẽ giống y chang như phiên khúc 2 mà Thắng đã hướng dẫn các anh em ở trước đó rất kỹ. Bây giờ Thắng sẽ đệm lại hợp âm ở điệp khúc nha. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau là thứ này. Biết tìm về đô bảy nơi đâu pha đường. Ân ái trao nàng mấy câu. Sau khi chúng ta đệm hát hết một lần bài,
thì các anh em sẽ đánh gian tấu bằng phần giai điệu của đoạn phiên khúc 2. Chúng ta sẽ đánh son son đô đô, khớp với hợp âm đô trưởng. Son son đô đô, son son mi la, nốt lá ở vị trí này. Đồng thời các anh em bấm vào đây hợp âm rê thứ 7. Bình thường đây là rê thứ, bây giờ nhả ngón út ra để có rê thứ 7, bởi những nốt sau đó nó sẽ nằm trong hợp âm này. Son son đô đô, son son mi la, fa đô la son. Chúng ta chuyển về nốt son, bấm ở dây 1 ngăn 3, đồng thời bát mi đi kèm với 3 dây ở dưới sẽ là hợp âm mi thứ. La, fa đô la son. Rồi sau đó sẽ là la thứ, đêm trước hát sau. Son, hai, ba, mi, mi, la, la. Chúng ta chuyển qua pha trưởng. La, la, re, re, la, mi, mi. Âm pha thăng thứ 7, giáng 5. Mi, đô, đô, la, son, son trưởng. Rồi son thứ 6, hoặc son thứ 7. Để chúng ta sẽ đánh đoạn tiếp theo. Và đoạn tiếp theo thì đó là intro mà Thắng đã hướng dẫn rồi. Son, rồi son thứ 6 nè. Mi son đô chắc, si rê đô đô, la son chắc, si la son fa rê chắc, son fa rê si đô. Hai, ba son trưởng. Giờ đây biết ngày nào. Sau đó chúng ta sẽ hát từ điệp khúc trở đi, chứ không hát từ đầu cho đến hết bài. Ở phần outro, chúng ta sẽ lặp lại cái câu hát ở trong bài. Sài Gòn ơi! Ở cuối bài sẽ là để ước mơ đến đẹp đôi. Rồi chúng ta chuyển qua đô 7. Sài Gòn ơi! Đô trưởng và đô 7 để lặp lại cái câu hát. Sài Gòn ơi, mông với tay cao hơn trời, tôi hái hoa riêng cho đời để ước mơ. Chúng ta dừng lại với chữ ước mơ bằng hợp âm son trưởng. Nên đẹp đôi. Nốt giai điệu là nốt đô, thì các anh em không về đô trưởng, mà chúng ta sẽ đánh hợp âm pha trưởng. Pha. Tiếp theo đi lùi. Pha. Mi. Nửa cung đó. Thì đó sẽ là hợp âm đô trưởng, nhưng chúng ta bắt mi. Đi lùi từ mi sẽ là rê. Thì đó là hợp âm rê thứ 7. Và cuối cùng chúng ta sẽ đánh hợp âm son 7 thăng 5 một lần nữa, đánh chậm lại và rải kết thúc ở đô trưởng hoặc đô major 7. Cái chỗ này có hai lựa chọn. Nếu như các anh em không thích đánh hợp âm son 7 thăng 5 thì chúng ta có thể đánh hợp âm son 9 suốt 4. Chúng ta đang có rê thứ 7 nè, hợp âm thứ 3 ở cái đoạn outro đó. Sau đó các anh em chỉ việc dùng ngón áp út bấm thêm vào nốt son, bass son. Căn bản là như vậy. Hai hợp âm này nó chỉ khác nhau nốt bass mà thôi. Bass rê đó chính là rê thứ 7. Rồi đồng thời giữ nguyên cái đội hình này, đồng thời chúng ta bass son. Son 9 suốt 4. Nhưng chúng ta phải dùng ngón út bấm thêm vào nốt son ở đây để cho nó có sự khác biệt. Rê thứ 7 nè. Rồi đánh chậm son 9 suốt 4. Cuối cùng là đô major 7. Thắng gợi ý nếu như các anh em không thích hoặc khó khăn với thế bấm của son 7 thăng 5. Để ước mơ
đẹp đôi. Xin chúc các anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo của Thắng Trần.